Trần đang bị tật phải bò đi ăn xin, người đàn ông đột nhiên lành lặn khiến dân tình ngỡ ngàng. Trong một đoạn video được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội về tình cảnh của một người đàn ông đang phải bò đi giữa đường ăn xin để sống qua ngày. Từng bước di chuyển khó nhọc của người này khiến ai nấy đều thương cảm. Điều đáng ngạc nhiên là xung quanh có rất nhiều người qua lại nhưng không ai có ý định đỡ hay cho anh ta một đồng nào. Đang định chạy lại giúp đỡ, nữ TikToker giật mình không tin vào mắt khi thấy người đáng thương kia bỗng dưng đứng bật dậy. Anh ta phủi phủi quần áo rồi ung dung rời đi trong sự ngỡ ngàng của chủ tài khoản. Hóa ra người này chỉ đang giả như chân đau để xin tiền quyên góp. Và khi nhận ra bản thân bò mãi mà chẳng nhận được chút bố thí nào, anh ta cũng chẳng thèm diễn nữa. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Thậm chí nhiều người còn nhận ra danh tính của kẻ chuyên giả vờ tật nguyền để lợi dụng lòng thương hại của người khác này. Hình như đây là đường Bùi Minh Trực quận 8 phải không? Nhìn chú này quen lắm. Bữa còn mới thấy ông này vào quán cháo lòng nào đếm tiền ăn xin nữa nè, cũng được nhiều phết đó. Thật ra chú này bò ở đoạn này quen rồi, nhiều người thương cho tiền lắm. Nhưng ghét cái kiểu ông cứ giả vờ không đi được, bò giữa đường gây tắc nghẽn giao thông thôi. Còn bạn nghĩ sao về hành động của người đàn ông này? Để lại bình luận bên dưới ngay cùng chúng mình nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.